Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đang có cường độ suy yếu dần, khiến mưa chỉ còn xảy ra ở một vài khu vực. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm. Cụ thể ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ nay đến ngày 26 tháng 3, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ dao động từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ C. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh. Với miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 27 tháng 3 trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 16 đến 19 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 25 độ. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong khi đó, tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay và ngày mai, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5. Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ, và nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tại Nam Bộ, ở khu vực Tây Nguyên từ nay đến ngày 26 tháng 3, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt độ đêm và sáng sớm dao động từ 19 đến 22 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ từ nay đến ngày 26 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nên nhiệt độ thấp nhất dao động ở mức từ 23 đến 26 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ C. Riêng miền Đông từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét.